Xin chào các bạn. Những ngày trong tuần gần đây thì Sóng Tình UGB liên tục nhận được những cái cuộc tư vấn từ nam thân chủ ở các nước như là Canada, Mỹ và ở Việt Nam. Trong một tuần thôi mà bản thân Sóng Tình UGB đã tư vấn liên tục cho ba anh nam thân chủ. Điều đó cho thấy rằng người đàn ông nghe kênh của Sóng Tình Yêu cũng đã có những cái phản hồi rất tích cực trong cái việc mà bản thân họ đang bị những cái vấn đề khúc mắc về tâm lý. Họ cũng có cái nhu cầu được chia sẻ với những người có cái tâm bình đẳng khi mà nhìn nhận những cái sự việc thông qua những cái câu chuyện thực tế. Thì bản thân những anh đang nghe chương trình của tôi hy vọng rằng các anh có những cái khúc mắc nào đó mà bản thân các anh không biết là đúng hay là sai, hoặc là các anh đang cảm thấy mình không thể giải quyết được cái sự việc của mình. Thì các anh đừng có nghĩ rằng tôi là người học cao, tôi là người hiểu rộng, tôi có thể giải quyết được mọi thứ. Nhưng mà trong câu chuyện hôn nhân thì không phải bao giờ cũng có sẵn cái lời đáp án dành cho các anh hoặc các chị. Bởi vì có thể các anh các chị sống với nhau lâu ngày, thân quen mà lại không nhìn ra được những cái điểm mù tâm lý của chính mình. Đồng thời cái cách ứng xử của anh chị nó lại không phù hợp với người đối diện. Chính vì vậy mà người bạn đời hoặc người yêu, người tình của anh chị luôn gặp phải những vấn đề ức chế về tâm lý. Mặc dù các anh, các chị nghĩ lại, bản thân tôi đâu có làm gì sai mà tại sao người đó như vậy. Bởi vì nhiều khi các anh cho đi cái điều mà các anh nghĩ đó là tốt nhưng mà người ta lại không cần. Bởi vậy khi mà các anh, các chị đang có những vấn đề khúc mắc, những câu chuyện tôi đăng tải trên video hàng ngày phát trên kênh đó, thì có thể là nó sẽ giống hoặc là tương tự na ná một phần nào đó thôi. Nhưng mà đối với câu chuyện đàn ông ngoại tình thì giống nhau ở cái chỗ là đàn ông ngoại tình thế thôi. Chứ còn mỗi người đàn ông có một cái tâm tính, một cái trình độ khác nhau. Không một người đàn bà nào giống câu chuyện của người đàn bà nào hết. Nên khi mà những video của tôi đăng tải trên kênh, tôi thấy có một số người bình luận: chị ơi, câu chuyện này giống hệt như của nhà em. Không thể nào giống hệt được à. Tại vì chồng bạn là người đàn ông, học vấn của bạn khác, gia cảnh của bạn khác, tại sao lại giống nhau được? Nó chỉ na ná như thế thôi. Chứ còn cách ứng xử của bạn và cái cách sống của bạn, con người của bạn và chồng của bạn không thể nào lặp lại giống y đúc như trong một câu chuyện khác. Chính vì vậy những câu chuyện của tôi đăng tải lên kênh nhằm giúp cho nhiều người học hỏi được cái sai từ người khác, không bị những cái sai lầm, tránh được những cái điều cám dỗ, cũng như là nhìn nhận ra một cái góc độ sáng suốt, bao quát hơn khi mà mình đứng phải trong cái câu chuyện cần phải có cái hướng giải quyết làm sao để mà ổn thỏa tất cả cho những người ở trong cái cục diện đó. Và hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần chia sẻ tư vấn cho một nam thân chủ đang ở nước ngoài. Hiện nay người đàn ông đó đem đến cho Sóng Tình UGB một cái câu hỏi rất là quan trọng trong cuộc đời của anh ta, là anh ta có nên bỏ vợ anh ta hay không? Anh ta khi mà làm như vậy có đúng hay là không? Và anh ta có nên bảo lãnh vợ anh ta đi hay là không? Và anh ta có lấy người thứ ba hay là không? Các bạn thấy đó, đây là những cái câu chuyện, những cái câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì cái lời đáp đúng sai nó sẽ ảnh hưởng đến số phận của rất là nhiều người. Chính vì vậy khi mà các bạn không phải là một người tư vấn, các bạn không có nghe sự việc một cách thấu đáo, các bạn không có trực tiếp đối thoại với họ, các bạn không hỏi đáp, các bạn không kiểm chứng, các bạn không thử thách, các bạn không nói chuyện để tìm ra hết những cái mâu thuẫn trong câu chuyện tình của họ, thì bạn là cái người nghe không có tâm. Và bạn cũng không thể nào mà phán xét một cái vấn đề khi mà bạn không có hiểu rõ, bạn không lắng nghe và bạn không có nhìn thấy những cái sự khúc mắc trong chính tâm lý của cái người đi nói. Và bạn phải là cái người khai thác được đúng cái yếu tố là người đàn ông đó hay là cái thân chủ đó có còn yêu hay là không yêu. Thực chất ra họ còn muốn gắn bó hay là muốn dừng lại. Đây là cái điều người tư vấn trực tiếp phải nắm bắt được những vấn đề trong khi mà trao đổi với thân chủ, nghe từ thân chủ. Thế nên trong cái tình huống của người đàn ông này, người ta đặt ra những cái câu hỏi rất là quan trọng là tôi có nên quyết định bỏ vợ tôi hay không? Và tôi có nên lấy người thứ ba hay không? Cái câu chuyện của người đàn ông này đưa đến cho chúng ta một cái câu chuyện như sau. Anh ta yêu một người phụ nữ 6 năm. Sau đó anh ta lại muốn ngừng lại để mà yêu một người phụ nữ khác. Nhưng mà cha mẹ anh ta lại bảo vệ cho cái người yêu của anh ta. Thế là anh ta lại quay lại với cái người yêu lúc đầu.
Nhưng mà trong thâm tâm anh ta đã cảm thấy chán, anh ta đã cảm thấy có những sự rạn nứt. Nhưng mà vì cha mẹ, vì những lời khuyên rồi nói ra nói vào thì anh ta vẫn tiếp tục yêu cái người đầu tiên, gọi là cái mối tình đầu. Và anh ta chu cấp, nói chung là gia đình anh cũng khá giả. Cô này thì cũng đẹp gái, nên là anh ta cũng lo lắng cho cô này không thiếu thứ gì, chăm sóc cô này rất là kín đáo, kỹ lưỡng. Thì sau một thời gian nữa, anh mới đi qua nước ngoài làm ăn. Thì bắt đầu anh mới nhìn nhận lại là anh đã hết tình cảm rồi. Lúc này người thứ ba chưa xuất hiện, nhưng mà trong cái cách sống với người thứ ba, trong cách giao tiếp với người thứ ba, thì anh cảm giác như người thứ ba sống rất là ích kỷ, sống vì tiền, sống không có quan tâm đến anh, sống không có biết nghĩ đến anh. Chính vì vậy mà anh rất là chán người vợ đã đăng ký kết hôn. Và khi mà anh đăng ký kết hôn á, trong ngày cưới thì anh cảm thấy anh rất là đau lòng. Đau lòng vì sao? Anh phải cưới một người mà anh không còn tình cảm nữa. Mà không cưới thì không được, bởi vì bản thân anh ấy không mong đợi cái đám cưới đó. Thực tâm anh nói vậy. Và cha mẹ anh ta thì rất mong muốn anh ta cưới cái người phụ nữ đó. Gia đình anh ta thì đặc biệt lại có thiện cảm với người phụ nữ đó. Mà người phụ nữ kia cũng muốn cưới. Bản thân anh là người đàn ông, anh không thể từ chối cái chuyện mà anh đã yêu người ta mười mấy năm nay rồi mà anh lại không cưới. Một cuộc tình mười mấy năm, đám cưới với nhau, bạn nghĩ xem nó có còn tươi mới hay không? Khi mà người ta đã có những cái rạn nứt, khi mà người ta đã chán mà người ta phải cưới mình, thì có thể là đứng ở góc độ người phụ nữ thì cảm thấy rất vui, nhưng đối với đàn ông thì đó không phải là một cái đám cưới, mà đó gần như là một cái điều gì đó gọi là ngày tàn của anh ta. Anh không có cảm xúc khi ở bên vợ, bởi vì người phụ nữ đó đẹp, nhưng mà tính tình lại không biết cư xử, lại không biết thấu hiểu cho người đàn ông. Khi mà những cái lúc anh ta khó khăn hỏi về vấn đề tiền bạc, thì lập tức cô ta nói rằng cái tiền anh cho em á là cái tiền của em rồi, anh hỏi anh chi. Trong khi đó người đàn ông đó đang khó khăn, đang vất vả. Bản thân người đàn bà kia nếu yêu người đàn ông kia thật tình thì cũng sẽ phải hỏi một cái câu là: cái mùa Covid như vậy anh có làm ăn được hay không? Anh có gặp khó khăn gì hay không? Không hỏi thăm, không quan tâm gì hết, chỉ mong muốn là người đàn ông đó cho mình tiền. Trong thời Covid thì ai cũng bị ảnh hưởng, vì không có khách hàng này, không tìm ra đối tác này, thì công việc sẽ khó khăn. Người phụ nữ đó nói một câu tỉnh queo là: anh gửi cho em cái số tiền giống hệt như lương công nhân. Vậy thì nếu mà đặt ngược lại một câu hỏi cho người đó: nếu mà biết là lương công nhân, tại sao em không đi làm công nhân đi mà còn nhận tiền của anh? Có những người đàn ông là chồng là vợ, nhưng mà họ cũng chẳng bao giờ gửi tiền cho vợ xài. Và họ cũng không phải đứng ở cái tư cách là nhà cung cấp tiền bạc cho cái người đàn bà là vợ của mình. Có những người đàn ông thì chồng làm, vợ làm để chung tiền với nhau, chứ không ai nuôi ai cả. Nhưng mà người phụ nữ này lại được người đàn ông này chu cấp, tuy là không phải là tất cả, nhưng luôn luôn là chu cấp trong vòng bao nhiêu năm đó yêu thương nhau. Mà người đàn bà này lại không biết thể hiện, không biết sử dụng cái tấm lòng của mình để đối đãi một cách từ ái với chồng của mình trong lúc mùa dịch đến. Bây giờ đứng trước cái ngưỡng cửa, sau một thời gian người đàn ông đã chán, chán từ lúc muốn bỏ, chán đến lần thứ hai là đám cưới, rồi chán là sau khi đám cưới đã không còn yêu nữa mà vẫn phải ở gần bên nhau, vẫn liên lạc, vẫn điện thoại. Người đàn ông đó có vẻ như không muốn nói chuyện, chán không muốn nói chuyện nữa, tức là tâm lý cảm xúc không còn. Ngay cả bản thân người vợ cũng nhận ra rằng chồng của cô ta đã không còn có cảm xúc yêu thương mình nữa. Nhưng mà đứng trước cái ngưỡng cửa đặt ra một câu hỏi là hai người đã thừa nhận với nhau, chồng cô ta đã thừa nhận là cái nam thân chủ này thừa nhận là không còn yêu, không còn cảm xúc với vợ nữa, thì cái việc mà bảo lãnh vợ sang nước ngoài là trách nhiệm của anh ta. Nếu mà vợ cần thì anh ta vẫn bảo lãnh đi, nhưng mà qua bên đây thì anh cũng sẽ ly hôn để cho cô này lấy chồng khác, và anh này cũng sẽ lấy vợ khác. Nếu mà không muốn mà đi qua Mỹ á, thì anh sẽ quay về Việt Nam để mà ly hôn, rồi sau đó anh quay về Mỹ anh lấy người khác, và anh sẽ đền cho cô này một số tiền khoảng 1 tỷ hay 2 tỷ gì đó, trong cái khoảng mức như vậy. Thì người phụ nữ này chọn cái cách là sẽ đi qua Mỹ, mà cái chuyện ly hôn hay không á thì cô không nói. Còn bên Mỹ thì đơn phương ly hôn vẫn được, quốc gia nào cũng ly hôn đơn phương được hết. Cái vấn đề chính yếu là người đàn ông này đang có cái cảm giác rất là mệt mỏi vì gia đình áp lực rất nhiều. Bắt người đàn ông này phải yêu thương người vợ của mình, không nên dính vào người tình của mình.
Bởi vì người phụ nữ là người tình đó đang là người phụ nữ có con. Tức là người phụ nữ đó đã có hai con. Mà anh này á, thì bước vào cuộc tình với người phụ nữ đó thì quá rắc rối. Người cha người mẹ của anh á, thì đi qua nước ngoài rồi. Bây giờ đồng thời á, nhìn thấy con trai của mình yêu một người phụ nữ hai con. Trong khi đó vợ thì đã cưới rồi. Vợ thì đẹp, xinh. Vợ thì chưa có con, không có ràng buộc, không sợ liên quan gì đến tài sản gì hết. Nhưng con trai của họ lại cứ lao vào cái người đàn bà hai con như điên như dại. Thì họ cũng nghĩ rằng cái người thứ ba là cái cô nhân tình đó đó. Cô dùng bùa. Rất là tội nghiệp cho cái anh này. Bởi vì sao? Hai người đàn bà đều muốn có ảnh. Nên cái người vợ ở Việt Nam á, cũng mua bùa để mà giữ chân ảnh. Người thứ ba cũng mua bùa để yếm ảnh. Cả hai người đàn bà đều yếm cái người đàn ông này. Vậy thì bản thân người đàn ông này rất tội nghiệp. Người đàn ông này không còn yêu vợ. Tức là không còn yêu cái người vợ mà bây giờ đang ở Việt Nam, chưa bảo lãnh qua Mỹ đó. Nhưng mà lại yêu người tình của mình. Yêu người tình thì bị gia đình của mình cản trở. Vậy thì anh phải làm như thế nào đây? Trong những cái tình huống rất là phức tạp, đến mức căng cả não như thế này. Rất là cảm ơn anh đã chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của mình. Xét về góc độ đầu tiên, khi anh bước vào với mối tình mà quá dài thì cảm giác chán và nhạt trong tình cảm là điều đương nhiên. Và anh cũng thừa nhận rằng cưới người vợ đó do không quyết đoán, không rõ ràng mà khiến cho anh bây giờ rất là khổ sở trong cái chuyện là muốn bỏ người vợ đó. Vì cảm xúc của anh không còn, và anh đã xác nhận rằng trong cái khoảng thời gian anh yêu thương người phụ nữ đó, anh cũng không lợi dụng, anh cũng không có làm cho người ta bị tổn hại gì hết. Thì bản thân anh là người đàn ông rộng rãi, có tính nam nhi, tức là rất là rộng rãi về tiền bạc, không có làm cho người ta hận. Đó, đi vay mượn tiền để cho người tình của mình xài, cho người yêu của mình dùng. Thì đây là cái người đàn ông rất là lo lắng cho cái người phụ nữ khi mà họ chọn đó là người đàn bà của mình. Kiểu cách của người đàn ông này thì rất là tốt. Nếu mà người phụ nữ nào biết cái tính của anh này như thế thì người ta sẽ rất là muốn kéo anh này về nhà làm của riêng. Đây là cái tâm lý hoàn toàn bình thường và thực dụng của bao nhiêu người phụ nữ. Đó, đó là lẽ đời thường tình là như vậy. Khi mà anh đối diện với cái chuyện mà anh phải đám cưới, kết hôn với một người mà anh đã hết tình cảm thì cái điều này anh rất là khổ. Vì ở bên cạnh một người phụ nữ anh không có cảm xúc, mà người phụ nữ rất đẹp chứ không phải là xấu, thì chứng tỏ cái điều đó với anh nó lại trở thành một cái sự áp lực vô hình, nó khống chế anh, nó làm cho anh khổ và nó đang đẩy anh đến một cái cao trào gọi là ức chế trong việc giải quyết vấn đề khi anh chẳng biết phải làm sao. Còn xét về góc độ cha mẹ anh á, thì họ vẫn thích cái cô gái này. Có thể là cô gái này đã biết cách cư xử, ứng xử rất là tốt với các bậc bề trên nên được cha mẹ anh dành thiện cảm cho rất lớn. Cha mẹ anh thì luôn luôn vun đắp cho người phụ nữ là người yêu đầu đời của anh, rồi hiện tại đã cưới rồi đó. Cha mẹ anh cũng đã chất vấn anh rằng tại sao không yêu lại cưới. Xin thưa với các bạn rằng có rất là nhiều người cưới nhau nhưng mà tình yêu nó đã không còn. Tức là yêu nhau quá lâu, không cưới thì cũng không được nên đành phải cưới. Những cái cuộc hôn nhân như vậy là rất là nguy hiểm. Bởi vì khi đến với nhau mà đã không còn tình cảm nữa thì có khác gì là không yêu nhau mà lấy nhau đâu. Đó. Nhưng mà bỏ nhau thì không được, bởi vì họ đã có một cái quá trình gắn bó bên nhau quá dài, khiến cho cuộc tình và cuộc hôn nhân nó quá loãng, cái vị nó quá nhạt, khiến cho người ta không tha thiết gì khi bước tới với cuộc hôn nhân đó. Đặc biệt là nam giới thì thường có xu hướng này. Còn phụ nữ mà càng yêu lâu, càng yêu bền về thời gian á, thì phụ nữ càng có cái tính vun đắp. Mà người đàn ông á, thì lại có cái tính tách rời ra khỏi cái cuộc tình mà quá lâu như thế. Đa phần là người đàn ông sẽ tìm cái cách thoái thác và từ chối những cái cuộc hôn nhân nó có cái thời gian từ 10-15 năm. Đến khi mà sống với nhau còn hương vị gì nữa đâu. Tức là không còn là cái gì mới mẻ với nhau hết. Nó là cái sự thân thuộc đến mức mà người ta không còn cảm xúc. Cảm xúc bị trơ đi. Cho dù là tốt đẹp nó cũng bị giảm dần cái cảm xúc đấy nữa. Thế nên là cuộc hôn nhân của anh á, nó không mang lại cho anh cái niềm vui. Rồi bất chợt người thứ ba xuất hiện. Người thứ ba này khác hẳn với người vợ của anh về tính cách, về con người, về kể cả xuất thân cha mẹ nữa. Người thứ ba này hoàn toàn có nhiều cái điểm mà gọi là tốt hơn với anh khi mà hình thành hôn nhân.
Bởi vì vợ anh là người đẹp nhưng mà ích kỷ. Còn cô này, cô cũng là người đẹp nhưng mà cô lại nhân hậu. Vợ anh là người muốn được nhận, không muốn cho đi. Còn cô này, cô lại là người cho đi mà cô chẳng cần đối đáp. Gia đình cô này là gia đình tử tế, còn gia đình vợ của anh là gia đình đánh bài đánh bạc, lúc nào cũng muốn con gái mang thật là nhiều tiền về cho mình để xài. Có nghĩa là khi bước đến với gia đình vợ anh luôn là cái người xì bao xì bóp, chi tiền cho họ, chi tiết thì anh cũng cảm thấy ngán. Bởi vì đâu phải lúc nào anh cũng có tiền dư, đâu phải lúc nào công việc của anh cũng được hanh thông thuận lợi đâu. Và những lúc mà anh không cho người ta được như những gì người ta muốn thì người ta lập tức quy kết anh rằng anh phải có trách nhiệm đó, anh là người không tốt. Đó, người ta nhận quen rồi, người ta không có cho bao giờ ngược lại với anh. Chính vì vậy khi mà người ta không nhận được thì lập tức anh là kẻ có tội trong mắt họ. Còn người thứ ba, gia đình của họ không phải là gia đình như thế, nên cái việc mà lệ thuộc về tiền bạc cũng như là người phụ nữ này đòi hỏi một số tiền hoặc là nhờ vả một số tiền mang về cho gia đình là hoàn toàn không có. Giữa một bên anh cảm nhận là anh luôn luôn là cái người cho đi. Anh cho đi đến mức mà anh khô máu luôn. Anh cho đi đến mức mà anh chẳng còn gì nữa. Thì cái cảm giác cho đi của anh nó không còn muốn cho đi nữa. Bất chợt gặp người thứ ba, anh lại được nhận lại. Nó giống hệt như vay trả của cuộc đời. Anh lo cho vợ anh bao nhiêu, anh chăm sóc cho vợ anh bao nhiêu, thì bây giờ anh lại là một vị khách đặc biệt với người tình của anh. Người tình của anh chăm sóc anh, lo lắng cho anh, thương anh và đáp ứng tất cả những mong muốn của anh. Nó gần như là một cái luật bù trừ trong cái cuộc tình ba người này. Chính vì vậy mà trái tim của anh bắt đầu ấm lại, biết lay động và rõ ràng là người tình mới hơn người vợ rồi. Mặc dù đối với người vợ kia anh không có cảm xúc nhiều nên là cũng chẳng ở với nhau mà là bao nhiêu. Quen nhau mười mấy năm trời nhưng khi đám cưới anh mới có cái quan hệ tình dục với họ. Chứng tỏ rằng anh rất là giữ cho cái người phụ nữ đó. Anh nói thẳng là đối với cái người mà anh yêu, anh rất là trân trọng. Nếu mà anh không được những cái mong muốn của anh có thể ra ngoài ăn bánh trả tiền, anh tìm dịch vụ, chứ anh không có muốn chà đạp cái người mà mình yêu. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có cái sự thỏa thuận. Người tình của mình không cho thì mình không ép. Đó là tính cách của anh. Trong vấn đề xét đến người thứ ba, người thứ ba và người vợ ở hai cái thế khác biệt. Anh cũng cần phải nhìn nhận là người thứ ba đang cần anh, nên người thứ ba muốn kéo, muốn dẫn dụ anh vào thế giới của họ thì người ta sẽ chiều anh. Còn người vợ của anh là cái người mà anh yêu thật sự, anh muốn dành cho cô ta mọi thứ thì anh sẽ nghiêng về cô ta và che chở cho cô ta. Anh phải nhìn thấy được cái thế của mình trong vị trí của hai người đàn bà cần anh ra sao. Người thứ ba là cần mà chưa có được, còn người vợ của anh là có được những thứ anh cần và cô ta cần. Mối quan hệ của các anh các chị kết hôn được cha mẹ công nhận, đó là mối quan hệ chính thức và đó là cái mối quan hệ được pháp luật công nhận. Bây giờ anh thực tế đã kết hôn với vợ, đã có giấy kết hôn, mà anh lại thú thật với vợ và vợ anh cũng nhận biết rằng anh không còn tình cảm, thì cái cô vợ này cố thường xuyên điện thoại để nói với cha mẹ anh, áp lực với anh về cái chuyện làm sao phải yêu thương cô vợ chứ không nên yêu thương người tình, tại vì dù sao đi nữa cũng đã là vợ chồng rồi. Cái sự bám víu níu kéo của vợ anh nó chỉ mang cái tính chất là yếu đuối thôi, chứ cô vợ đó biết thừa là anh không còn tình cảm nữa. Và cô vẫn hy vọng là sang bên Mỹ cô sẽ vun đắp tình cảm với anh, và cô nghĩ là qua bên đây yêu thương anh rồi có thể là ân ái ngủ với anh, cũng có thể có con rồi anh sẽ yêu thương cô ta trở lại. Nhưng riêng bản thân anh thì anh đã xác định một cái vấn đề là khi mà cô này cô qua bên Mỹ thì anh sẽ dọn đi ra ở một nơi khác, tức là không quan hệ tình dục với cô vợ, để cho cô vợ hiểu rằng qua nước Mỹ để mà ly hôn, để mà đáp ứng cái mong muốn của cô là anh là người sai nên anh phải chịu trách nhiệm về những điều anh quyết định. Anh sống thật với con người của mình, anh không còn cảm xúc yêu thương nữa, anh không muốn trở thành kẻ phản bội nên anh nói thẳng là anh không còn yêu vợ nữa. Và người anh ta yêu là cái người tình của anh ta chứ không phải là vợ. Chính vì vậy mà anh muốn kết thúc cái cuộc hôn nhân này để cho vợ anh ta có một cái lối đi tốt hơn. Người mà sống rõ ràng, sống đúng, sống dám nói thật ra những gì mình suy nghĩ, tôi nghĩ rằng đây cũng là cái người mà những người phụ nữ nên trân trọng.
Thay vì người ta nói dối các bạn, người ta lường gạt các bạn, thì cái lời thẳng thắn của họ và họ đưa ra cái cách giải quyết cho tình huống của bạn thì bạn cũng nên chấp nhận. Bởi vì bạn không thể ép người ta được. Cảm xúc yêu thương là tự nguyện, là tự nhiên nảy sinh ra, chứ không phải là bạn nuôi dưỡng. Bạn không thể nào rèn luyện được cảm xúc của mình khi mà bạn đứng trước một người đã làm cho bạn giảm cảm xúc. Ví dụ như là thái độ, hành động và cách cư xử của bạn nó đã làm cho người ta chán, thì cái cách của bạn không làm cho người ta hết chán thì không thể rèn luyện được cái cảm xúc yêu thương của họ tự nhiên dành cho bạn được. Chính vì vậy, người phụ nữ là vợ trong câu chuyện này, nếu nghe được video của tôi, các bạn cũng phải đặt ra một cái câu hỏi là mình đã cư xử như thế nào để khiến cho người đàn ông đó giảm cảm xúc như vậy? Và mình đã làm sai ở đâu mà khiến cho người đàn ông chán mình đến mức không còn yêu và không còn muốn quan hệ tình dục với mình nữa? Một người phụ nữ đẹp, xác định là đẹp, mà người đàn ông không thèm, người đàn ông không muốn quan hệ tình dục, thì rõ ràng ở nơi bạn có những cái điều mà anh ta cảm thấy không thèm nữa. Bạn vẫn nghĩ rằng có những người đàn ông đến với đàn bà vì tình dục, nhưng mà có những người đàn ông không thèm tình dục ở nơi một người đàn bà đẹp, thì cái câu hỏi mà bạn cần phải đặt ra là anh ta cần cái gì ở nơi bạn? Và chắc rằng ở nơi bạn không còn có cảm xúc yêu thương với anh ta nữa. Anh ta đã không còn cảm nhận thấy là anh ta yêu bạn, nên anh ta không có thể quan hệ tình dục với bạn được nữa. Những người phụ nữ nên chú ý chi tiết này nhé. Chứ không phải là các bạn nghĩ rằng là dùng tình dục để mà kết nối tình cảm. Đương nhiên là chuyện đó cũng sẽ có. Nhưng mà khi người đàn ông không còn cảm xúc tình cảm với các bạn nữa, thì cái chuyện tình dục là cái chuyện không thể xảy ra. Bởi vì đàn bà không có thể hiếp dâm được đàn ông. Đây chính là một cái chân lý mà nhiều người đàn bà nên tìm hiểu sâu xa, một cái lý do vì sao mà người ta lại chán mình. Trong cái tình huống mà người vợ bị chồng không yêu, bị chồng từ chối là sẽ tiếp tục yêu khi mà bảo lãnh qua nước ngoài. Cái việc mà bảo lãnh qua nước ngoài thì người vợ cần phải cân nhắc một điều như sau. Khi mà sang nước ngoài thì người đàn ông này sẽ bảo lãnh bạn. Bạn nếu không biết tiếng ngoại ngữ, không có công ăn việc làm thì bạn sẽ sống như thế nào? Nhưng mà thực tế là người vợ này đã đi học tiếng Anh, đã đi học làm nail, thì có thể là qua bên đó cũng sẽ tìm được công việc. Làm việc ở khu người Việt chắc có lẽ là cũng sẽ ổn định hơn cho một số người phụ nữ mới qua Mỹ. Giấc mộng đi qua Mỹ thì phải tốn đâu hình như là 10 tỷ hay 11 tỷ mới hoàn tất. Chính vì trong trường hợp mà cô phụ nữ này là vợ của anh, mà anh chịu trách nhiệm về cái việc mà anh không yêu vợ nữa, nhưng mà anh vẫn bảo lãnh cho sang Mỹ hoặc là đền một số tiền, thì cô vợ đã chọn cái cách là sang Mỹ. Bởi vì khi mà sang Mỹ không lấy anh thì bỏ anh, thì cô ta vẫn có thể kết hôn với người khác. Sang Mỹ thì cô ta không cần phải mất 11 tỷ để cô ta có thể lấy được chồng khác. Bởi vì giấc mộng đi Mỹ vẫn là giấc mộng của rất là nhiều người Việt Nam. Điều này không có gì mà phải xấu hổ, cái chuyện đó chuyện bình thường. Đến một nước giàu thì bạn phải có những cái tố chất để sống xứng đáng với cái người giàu có. Cái điều này hoàn toàn là bình thường. Đó. Tôi là người đã từng sống ở nước ngoài nên tôi nhìn nhận cái vấn đề đó một cách rõ ràng và trung thực. Mình không có nói dóc mà mình nói đúng cái bản chất. Vì những người Việt Nam có những người chưa thực sự sống ở nước ngoài nên họ chưa có thể so sánh. Khi mà họ là người có cái tư duy tốt, họ đứng ở cái cương vị là nhà đầu tư, hoặc là họ đi qua nước ngoài với tư cách là người có trí thức, họ sẽ nhìn nhận cái sự việc đó hoàn toàn khác biệt với một người nông dân hoặc là một người công nhân đi qua nước ngoài làm công việc tay chân. Chính trong cái nhận thức như vậy mà rất là nhiều người muốn đi nước ngoài nhưng mà không đủ điều kiện để đi nước ngoài, nên họ chọn cái hình thức kết hôn với người mà có quốc tịch thực thụ, hoặc là kết hôn với người mà có đủ tư cách bảo lãnh họ đi. Vấn đề chính yếu là người vợ này cũng đã chấp nhận cái sự thỏa thuận đó để mà cô ấy không bị bí bách. Coi như là người đàn ông này xử lý trong tình huống này là rất nam nhi. Người đàn ông này vẫn có thể tìm cái cách là đơn phương ly hôn vẫn được, nhưng mà người ta không ác để làm như thế. Người ta muốn người vợ của mình, cái người mà họ đã từng có tình cảm trước đó, ra một cái quyết định như thế nào đi nữa thì người ta cũng phải chấp nhận và làm theo. Coi như là người ta sống có tình có nghĩa đến cái giây phút cuối cùng. Người ta đưa qua Mỹ cũng có thể là người ta sẽ dìu dắt để cho người phụ nữ này có công ăn việc làm, đâu đó rõ ràng. Có nghĩa là chia tay trong bình an, chứ không phải là người ta không muốn chia tay trong cái sự đau khổ giằng vặt và không muốn người vợ cũ của mình hận mình. Vì trên pháp lý họ đã là vợ chồng. Còn thâm tâm người đàn ông này đã chán người phụ nữ này từ lúc mà 6 năm yêu nhau.
người đàn ông này đang yêu mà đi ngoại tình có một người phụ nữ khác. Thì trong cái lúc đó là người đàn ông này đã chán rồi mà gia đình nói tới, thì người đàn ông này tiếp tục quen cái cô này. Trước cái ngày cưới anh ta cũng không muốn cưới, nhưng mà vì gia đình áp lực, bản thân cô kia cũng áp tới. Còn anh này thì đã quen người ta mười mấy năm rồi, không cưới cũng không được, nên đành phải cưới. Các bạn thấy không? Một người gần như là bị ép cưới, người ta cũng khổ lắm. Tôi không có bênh vực người đàn ông, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng khi mà một đám cưới diễn ra, một người muốn, một người không thì rõ ràng một người vui mà một người không vui. Điều này chứng tỏ là cảm xúc yêu đương trong một phía đã bị mất. Vậy thì khi mà người đàn ông này qua nước ngoài tìm thấy tình yêu thật của mình, tìm thấy những cái phút giây, đương nhiên là anh này tôi cũng đã phân tích đến cái khía cạnh là bị hớp hồn bởi vì cái sự mới lạ. Cái sự mới lạ là có chắc rồi. Nhưng mà cái điều khác hơn nữa là những gì thuộc về người thứ ba nó lại là đối lập của người vợ. Chính vì cái sự đối lập đó mà làm cho cái người đàn ông này nhận ra những vấn đề mà anh ta cần trong cuộc sống là gì. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng người vợ nào nghe video này nên chú ý. Cái sự đối lập của người vợ và người thứ ba hoàn toàn khác biệt, khiến cho người đàn ông này bị kéo lệch về phía người thứ ba một cách rõ ràng. Và anh ta quyết định là sẽ không còn có tình cảm với vợ mình. Một cách rõ ràng nhất đó là cái việc mà anh ta sẽ quyết định đến việc ly hôn để mà lấy người thứ ba. Cái chuyện lấy người thứ ba hay không nó còn là tương lai, nhưng mà bản chất người đàn ông này đang yêu người thứ ba này một cách mãnh liệt. Người thứ ba này đến sau người vợ và yêu người đàn ông này vì nhận thấy ở nơi người đàn ông này có những cái tính cách rất là tốt, ví dụ như là sống rất là nam tính này, yêu thương con cô ấy một cách chân tình này. Và bản thân người đàn ông này cũng rộng rãi, cũng chẳng có xem con riêng của vợ là một cái điều gì đó mà anh ta phải suy nghĩ. Anh ta đã cư xử một cách hết sức là quân tử với con riêng của vợ, khiến cho người vợ này càng yêu anh ta hơn. Cái chuyện đàn bà mà đi bỏ bùa đàn ông á là cái điều không nên. Bởi vì sao? Bởi vì quá yêu, vì quá sợ mất. Mà cũng tội anh này. Bản thân thân chủ là người đàn ông cũng tội. Hai bà đều dùng bùa để mà giữ chân ông ấy. Nếu mà cái bùa nào độc thì nhiều khi ông này cũng chắc bị khùng luôn. Thế nên là tôi khuyên rằng các bạn không nên dùng bùa, dùng ngải để mà giữ chân một người đàn ông nào hết. Tình cảm là phải tự nguyện, tự đến với nhau. Nếu mà sóng gió làm cho các bạn không có được nhau thì cái điều đó cho thấy rằng các bạn không xứng đáng thuộc về nhau và các bạn không có duyên có nợ để ở bên cạnh nhau. Chứ đừng có tạo nên cái cảnh gọi là cố ép để có được. Khi mà bạn cố ép, bạn bị lệ thuộc vào nó thì bạn thực sự không được hạnh phúc với cái điều mà bạn ép. Giống như là chuối chín ép này, mít chín ép này, nó thực sự không phải dành cho bạn vì nó mất ngon đi cái vị của nó rồi. Với cha mẹ của anh thì anh đã dùng cuộc đời của anh để trả hiếu cho cha mẹ. Anh đã không muốn cưới người vợ đó, anh đã nói với cha mẹ của anh. Nhưng mà cha mẹ của anh lại gần như là áp lực anh, em phải lấy người đó cho nó vào khuôn vào phép. Nhưng mà lấy rồi anh vẫn không yêu, anh vẫn muốn vung ra, thì cha mẹ anh lại muốn vun vào cho anh. Thì anh phải có một cái cuộc nói chuyện thật là rõ ràng với cha mẹ của anh. Bản thân anh phải trình bày những cái mong muốn của anh. Anh không muốn trả giá bằng cuộc hôn nhân của chính mình để thể hiện cái sự hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ thấy con mình nghe theo lời mình thì rất là vui, rất là thích vì đứa con nó ngoan. Nhưng mà con mình có hạnh phúc hay không, có được vừa ý vì quyết định của nó hay không là cái điều cha mẹ dường như không để ý đến. Cha mẹ nghĩ rằng lấy cái người này sẽ tốt. Tốt là tốt với cha mẹ chứ không hề tốt với đứa con của mình. Tại vì đứa con nó bị ép ăn cái món mà nó không thích, nó sẽ cảm thấy bất hạnh. Người cha người mẹ thì nghĩ rằng ăn như thế này là tốt, nhưng mà nó không thích. Thì khi mà nó sống với cái người nó không thích thì cũng sẽ gây ra những cái khó khăn trong cái việc nó sống. Một cái ví dụ rõ ràng cụ thể hơn đó chính là khi mà chúng ta cho rằng ăn món này sẽ tốt cho cơ thể, nhưng mà cái người trực tiếp ăn lại ăn nó với một cái trạng thái hết sức là đau khổ, hết sức là mệt mỏi, không thích ăn cái chất đó, thì cho dù cái chất đó vào cơ thể nó cũng không chuyển hóa thành một cái nguồn năng lượng tốt, một cái chất dinh dưỡng tốt đẹp để mà cơ thể có thể hấp thụ được những cái nguồn dinh dưỡng đó. Chính vì vậy mà cái sự bắt ép không bao giờ mang lại cho bạn một cái điều hạnh phúc một thật sự. Bạn phải là cái người nói chuyện trực tiếp
với cha mẹ của mình về vấn đề của chính bản thân. Mình là người đàn ông, mình phải chịu trách nhiệm về những cái điều đó. Nếu mà đã quyết đoán, quyết định thì phải nên rõ ràng, không nên chần chừ và không nên nói đi nói lại. Vấn đề chính yếu là anh cần phải chứng minh cho cha mẹ anh thấy rằng anh không còn phải là một đứa bậy trẻ bồng bột. Quyết định của anh là một suy nghĩ chín chắn. Anh không còn phải là một người sốc nổi khi mà suy nghĩ và nói về vấn đề này. Và anh cũng nên xin cha mẹ anh hãy tôn trọng cái cuộc sống và quyết định của anh. Vì cuộc đời của anh biết rõ là như thế nào là tốt nhất. Cho dù không có hạnh phúc hay là bất hạnh sau đó thì anh cũng không thể nào mà oán trách cha mẹ được. Và cái chuyện anh sống trong cuộc đời của anh, cho dù anh phá nát cuộc đời của anh hay là anh làm được tất cả những cái điều gì mà anh nghĩ, thì đó chính là cuộc đời của anh. Có những người không nghe cha nghe mẹ mà hư hỏng. Có những người không nghe cha nghe mẹ mà phá nát tất cả một cơ đồ. Bản thân anh, cha mẹ thấy rằng anh kết hôn với người phụ nữ đó là tốt đẹp, nhưng anh cảm thấy anh không được vui, không được hạnh phúc với người phụ nữ đó. Cái kiểu cách người phụ nữ đó cư xử làm cho anh không yêu được. Anh không có cảm hứng tình dục. Anh cảm thấy là anh không thể yêu thương được người phụ nữ đó. Thì anh cũng nên rõ ràng với cha mẹ của anh biết. Bởi vì sự lừa dối luôn đem đến cho người ta cái sự đau khổ. Bây giờ anh lấy vợ mà anh không ngủ với vợ, vợ anh không có thai, không có con, vợ anh nổi giận, vợ anh thù hận, vợ anh đi đánh đuổi người thứ ba, thì có phải làm cho tất cả mọi người đều đau khổ không? Bản thân người vợ của anh cũng đau khổ, cha mẹ của anh cũng đau khổ, người thứ ba cũng đau khổ và anh cũng đau khổ. Vậy thì để mà loại bỏ những cái yếu tố đau khổ và chọn cho mình một cái yếu tố hạnh phúc thì bắt buộc phải có những người đau khổ và phải có những người được hạnh phúc. Nếu mà anh đến với người thứ ba thì anh với người thứ ba sẽ được hạnh phúc. Nếu mà anh thật sự yêu họ và người thứ ba cũng thật sự tốt và yêu với anh. Còn cha mẹ của anh sẽ không vừa ý. Còn người vợ thì chắc chắn là đau khổ rồi. Nhưng mà người vợ vẫn chọn cái hướng là qua Mỹ với hy vọng là sẽ hàn gắn với anh. Hoặc nếu không hàn gắn với anh thì cô ta cũng có thể lấy được một người đàn ông tốt và có thể kiếm được nhiều tiền ở Mỹ để mang về cho cha mẹ. Thì đây là mục đích của người phụ nữ đó. Nói chung là anh đáp ứng được tất cả mọi cái mong muốn của những người xét ở một cái cục diện nào đó, tuy không phải là hoàn hảo nhưng đó là điều tốt nhất cho cái sự tan vỡ. Thì qua cái sự việc này tôi không đề cập nhiều về phía người thứ ba, bởi vì người thứ ba chỉ là những cái hành vi và thái độ sau khi mà anh đã rõ ràng với cha mẹ và với người vợ của anh thôi. Cái việc của anh quyết định thì anh nên chọn sống theo đúng cái mong muốn của anh. Anh cũng chẳng thể nào hạnh phúc được khi mà mãi lừa dối vợ mình hoặc là giả bộ ngủ trên giường với vợ mà không thể nào quan hệ tình dục với vợ được, thì đây sẽ là một cái điều mà khiến cho anh khổ sở. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng cái cách làm việc của anh nó rất là rõ ràng. Nếu một người đàn ông nào đó không còn yêu vợ của mình, không còn yêu nhân tình của mình chẳng hạn, thì các bạn nên rõ ràng chọn một người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh mình vẫn là giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho một cuộc tình ba người bạn nhé. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau.